Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của iPhone 11, 12 và 13 tại Thế Động trong ngày 8 tháng 3 này các bạn ha. Thì xem trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 này thì iPhone 11, 12 và 13 có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt để chào mừng các chị em trong ngày lễ này các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có con iPhone 11 64GB. iPhone 11 64GB hiện tại các bạn mua thì nó sẽ có màn hình là 6,1 inch với công nghệ màn hình là Liquid Retina ha. Nó sẽ sử dụng con chip là Apple A13. RAM thì RAM trên iPhone 11 là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB và tùy chọn bộ nhớ là sẽ có 128GB nữa các bạn ha. Thì 11 64GB này hiện tại nó có sẽ cộng hai camera phía sau, với camera chính là hai camera đều là 12 megapixel. Selfie là 12 các bạn ha. Pin là 3110mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 18W. iPhone 11 phiên bản 64GB hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 14.990.000. Và hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá tất cả luôn là còn 11.990 bạn ha. Giảm được 3 triệu bạn nha. 14.990.000, giảm được 3 triệu là còn 11.990, và các bạn sẽ được tặng thêm cái gói bảo hiểm rơ vỡ màn hình 6 tháng hoặc là bảo hành chính hãng 2 năm. Tùy các bạn lựa chọn hai cái gói bảo hiểm này các bạn ha. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có con iPhone 11 128GB. Thì iPhone 11 128GB này thì cấu hình cũng y chang như con 11 64GB, nó chỉ khác ở dung lượng thôi các bạn nha. Và 11 128GB này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 16.990, và hiện tại nó sẽ đang có chương trình giảm giá lên đến 3 triệu các bạn, là các bạn mua sẽ còn là khoảng 13.990 thôi, và các bạn sẽ được tặng thêm cái gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng hoặc là bảo hành chính hãng 2 năm ha. Rồi, iPhone 11 64GB 14.990, giảm được 3 triệu là còn 11.990, và iPhone 11 128GB 16.990 và giảm được 3 triệu là còn 13.990.000 các bạn ha. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có con iPhone 12 phiên bản 64GB. iPhone 12 thì màn hình là 6,1 inch, công nghệ màn hình Super Retina XDR ha. Nó sẽ thiết kế vuông vức các cạnh các bạn nha. Nó sử dụng con chip là Apple A14, RAM 4GB, bộ nhớ trong ở đây là tùy chọn là 64GB các bạn ha. Nó sẽ có cộng hai camera phía sau đều là 12 megapixel, selfie là 12, pin 2815mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 20W các bạn nha. iPhone 12 64GB hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá, sẽ có giá là 19.990.000, và các bạn mua sẽ được giảm giá tất cả luôn là còn 15.990, tức là các bạn sẽ được giảm 4 triệu bạn là còn 15.990 ha. Nó sẽ có các phiên bản màu cho các bạn lựa chọn, hiện tại đây mình đang có màu trắng và màu xanh ha. Ngoài ra thì màu xanh dương ha, ngoài ra thì còn màu xanh lá nữa các bạn ha. Nó cũng khá là đẹp á. Và màu đỏ. Rồi, tiếp theo là ở đây mình có con iPhone 13 phiên bản 128GB. iPhone 13 này hiện tại là nó sẽ có màn hình là 6,1 inch với công nghệ màn hình là Super Retina XDR. Sử dụng con chip là Apple A15. RAM ở đây là RAM 4GB và bộ nhớ là 128GB các bạn ha. Nó sẽ cũng có hai camera phía sau với độ phân giải là đều là 12 megapixel luôn. Màn hình selfie là 12 megapixel. Pin 3240mAh và hỗ trợ sạc nhanh là tối đa 20W các bạn. Thì iPhone 13 thì 128GB hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 24.990.000. Và hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá tất cả luôn là còn 18.990. Bạn giảm quá nhiều luôn bạn. Tức là bạn mua con này là giảm lên đến 6 triệu luôn mà ha. Quá khủng khiếp luôn. Giảm cực kỳ nhiều. Trên bản iPhone 13 128GB ha. 13 128GB hiện tại cũng có rất nhiều màu để các bạn lựa chọn luôn. Màu đen, màu hồng, màu trắng ha. Đây mình là iPhone 13 màu xanh nữa các bạn ha. Rồi. Chiếc máy thiết kế dẫn đầu xu thế các bạn. Cái vuông các cạnh nha ha, các viền bo viền và vuông các cạnh ha. Nói chung là mặc dù iPhone 14 ra mắt nhưng iPhone 13 vẫn chưa hết hot đâu các bạn nha. Quá đẹp luôn.
Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá của iPhone 11, 12 và 13 tại Thế Động trong ngày 8 tháng 3 này các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất bạn nha. Bye bye.